Bổ sung canxi cho trẻ là việc vô cùng quan trọng và cần thiết cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Để trẻ có thể phát triển về thể chất và não bộ. Vậy khi bổ sung cho trẻ loại canxi nào tốt cho bé dưới 2 tuổi được chuyên gia khuyên dùng? Hay cách nào để bổ sung canxi cho bé dưới 2 tuổi? Hãy cùng xem video dưới đây để tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến loại canxi nào tốt cho bé dưới 2 tuổi. Tại sao cần bổ sung canxi cho bé dưới 2 tuổi? Canxi là một khoáng chất vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của trẻ nhỏ. Nó liên quan đến việc hình thành phát triển xương để tăng chiều cao cho trẻ nhỏ. Canxi chiếm 99% trong xương, răng và móng và chứa khoảng 1% ở trong máu, trong những năm tháng đầu đời là khoảng thời gian trẻ nhỏ hấp thu được nhiều canxi nhất. Đây cũng là giai đoạn trẻ cần nhiều canxi cho sự phát triển của xương. Do đó bổ sung canxi cho bé dưới 2 tuổi là điều vô cùng quan trọng. Canxi có vai trò sau đối với bé dưới 2 tuổi, tham gia vào quá trình hình thành xương, cho xương bé chắc khỏe và dẻo dai. Giúp bé nhanh chóng cao lớn hơn, cải thiện tình trạng còi xương hay suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ. Ngoài ra canxi còn là tham gia vào cấu trúc của răng, giúp làm ổn định quá trình mọc răng ở trẻ, cho răng chắc khỏe, hạn chế sâu răng ở trẻ nhỏ. Canxi trong máu giúp tham gia vào hệ thống miễn dịch của cơ thể để ngăn ngừa và tiêu diệt các tác nhân có hại xâm nhập vào cơ thể. Đồng thời nó cũng giúp điều hòa hệ thần kinh cho bé dưới 2 tuổi, nếu bé bị thiếu canxi thì canxi có thể rút từ xương để vào máu, từ đó có thể gây ra các hậu quả như bé sẽ bị dễ gãy xương. Chậm liền các chấn thương. Ngoài ra nếu thiếu canxi răng trẻ sẽ mọc lộn xộn, sâu răng và còn nhiều các hậu quả khác nữa, vì vậy mẹ cần phải xem xét bổ sung đủ canxi cho bé dưới 2 tuổi phát triển. Những dấu hiệu thiếu canxi ở bé dưới 2 tuổi cho mẹ dễ dàng phát hiện như Trẻ bị rụng tóc vành khăn, trẻ hay quấy khóc đêm và cảm thấy khó ngủ. Dễ cáu gắt và hay giật mình thức đêm, trẻ lười vận động, bé chậm mọc răng, chậm biết đi hay phản ứng chậm với mọi thứ xung quanh, bé có thể chán ăn và bỏ ăn, nếu phát hiện ra những biểu hiện trên, mẹ cần lập tức bổ sung canxi cho bé ngay hoặc đưa bé đi khám để có những cách điều trị thích hợp. Loại canxi nào tốt cho bé dưới 2 tuổi? Mặc dù canxi biết là điều cần thiết đối với bé dưới 2 tuổi, Tuy nhiên việc bổ sung canxi loại nào tốt cho bé dưới 2 tuổi cần phải lựa chọn đúng loại canxi phù hợp. Và việc bổ sung cần phải đúng cách và đúng liều lượng được khuyến cáo để không gây ra những nguy hiểm hay rủi ro về sức khỏe của bé. Do đó các loại canxi nào tốt cho bé dưới 2 tuổi được chuyên gia khuyến cáo nên dùng là canxi từ sữa mẹ. Bé dưới 2 tuổi vẫn cần được bổ sung sữa mẹ. Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho quá trình phát triển của trẻ nhỏ. Đặc biệt trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi được khuyến cáo nên bổ sung hoàn toàn bằng sữa mẹ để trẻ phát triển tốt. Đây cũng là nguồn cung cấp canxi cho trẻ an toàn và đủ lượng cần thiết nhất với trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên mẹ có thể bổ sung các thực phẩm giàu canxi cho bé. Tuy nhiên sữa mẹ vẫn là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho bé. Vì vậy mẹ nên tăng cường ăn thực phẩm giàu canxi kết hợp với các loại thuốc bổ sung canxi cho cơ thể. Để từ đó có thể tăng được lượng canxi trong sữa giúp trẻ bổ sung canxi nhiều hơn ở những trẻ bị thiếu canxi, đặc biệt mẹ thiếu canxi là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến trẻ dưới 2 tuổi bị thiếu canxi, thiếu cân hay suy dinh dưỡng vô cùng nguy hiểm. Bổ sung canxi từ sữa công thức. Trong một số trường hợp mẹ không sản xuất được nhiều sữa, khiến trẻ phải dùng thêm sữa công thức bên ngoài thì đây cũng là nguồn cung cấp canxi cho trẻ thay thế sữa mẹ nếu muốn trẻ có thể cao lớn hơn phụ huynh nên tăng cường cho bé dùng các loại sữa công thức để được bổ sung canxi nhiều hơn và đầy đủ hơn với sữa công thức mẹ nên lựa chọn các loại sữa công thức có chứa nhiều chất sơ cho bé dễ tiêu hóa không gây táo bón như các loại sữa thông thường ngoài canxi ra sữa công thức có chứa một lượng các loại dưỡng chất khác nhau phù hợp với sự phát triển của bé giúp bé có thể phát triển tối ưu và trở nên thông minh hơn bổ sung canxi từ thực phẩm bổ sung canxi từ thực phẩm có một vai trò không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày Thực phẩm là nguồn cung cấp canxi và các chất dinh dưỡng cho bé. Đồng thời cũng giúp tạo ra năng lượng cho trẻ hoạt động và vui chơi. Tuy nhiên, việc bổ sung canxi từ thực phẩm chỉ khoảng 20 đến 30% lượng canxi được hấp thu vào cơ thể. Do đó, cha mẹ cần xem xét điều chỉnh lượng bổ sung sao cho phù hợp với nhu cầu canxi cho trẻ. Các thực phẩm giàu canxi có thể bổ sung cho bé dưới 2 tuổi như sữa và các chế phẩm khác từ sữa như sữa chua, phô mai, các loại hải sản như tôm, cua, cá, các loại cá đặc biệt như cá hồi và cá mòi chứa canxi lớn, các loại đậu như đậu nành, ngũ cốc, các loại hạt chứa nhiều canxi như hạt hạnh nhân, hạt óc chó, các loại rau xanh màu xanh thẫm, hay cả các loại trái cây, đặc biệt khi bổ sung canxi từ thực phẩm cho bé 2 tuổi, mẹ nên thường xuyên thay đổi thực đơn từ các thực phẩm trên. Để tạo cảm giác hứng thú cho bé ăn uống và bổ sung các chất dinh dưỡng, dùng thực phẩm chức năng bằng thuốc để bổ sung canxi cho bé dưới 2 tuổi, như đã nói ở trên, khi canxi được bổ sung bằng thực phẩm chỉ khoảng 20 đến 30% hấp thu được vào cơ thể. Do đó mẹ không thể biết được lượng canxi bổ sung cho bé như thế nào là đủ với nhu cầu. Do đó việc bổ sung canxi thông qua các thực phẩm chức sẽ cho biết rõ được Liều lượng canxi bổ sung cho bé đã đáp ứng đủ nhu cầu canxi cho trẻ hay chưa? Đây là cách làm bổ sung canxi cho bé dưới 2 tuổi được rất nhiều mẹ áp dụng. Đây đều là các sản phẩm bổ dưỡng bổ sung thêm các dưỡng chất cho trẻ nên tuyệt đối an toàn với trẻ nhỏ. Đồng thời việc bổ sung canxi thông qua thực phẩm chức năng nên được kèm theo các vitamin D3 và vitamin K7. Bởi đây là hai chất tham gia vào quá trình hấp thu và vận chuyển canxi cho cơ thể, nếu canxi được bổ sung vào mà không được hấp thu thì sẽ bị đào thải hoặc tích tụ trong cơ thể gây bệnh cho bé như sỏi thận. Do đó, việc bổ sung canxi loại nào tốt cho bé dưới 2 tuổi cần chú ý với việc bổ sung vitamin D3 và vitamin MK7 với thực phẩm chức năng bổ sung canxi cho bé dưới 2 tuổi. Nên dùng theo chỉ định và hướng dẫn của bác sĩ để tránh vượt quá nhu cầu bổ sung canxi cho bé. Sai lầm khi bổ sung canxi cho bé dưới 2 tuổi khi bổ sung canxi loại nào tốt cho bé dưới 2 tuổi rồi nhưng cũng không tránh được những sai lầm của việc bổ sung canxi cho trẻ. Do đó mẹ cần biết được những sai lầm của việc bổ sung canxi cho bé để phòng tránh tự ý bổ sung canxi cho bé dưới 2 tuổi. Thiếu canxi ở trẻ có rất nhiều nguyên nhân, như do chế độ ăn của trẻ thiếu canxi hay việc bổ sung canxi cho trẻ sai cách dẫn đến canxi khó hấp thu. Hoặc trẻ bị mắc một số bệnh lý gây thiếu canxi, vì vậy khi bổ sung canxi cho bé cần tìm hiểu kỹ nguyên nhân trước khi bổ sung để đảm bảo được an toàn, như việc chế độ ăn thiếu canxi thì mẹ chỉ cần thay đổi chế độ ăn giàu canxi cho bé thôi. Chưa nhất thiết phải dùng thực phẩm chức năng bổ sung canxi, việc tự ý dùng canxi khi chưa tìm hiểu kỹ nguyên nhân có thể không giúp cho trẻ được bổ sung canxi mà còn dẫn đến tình trạng dư thừa canxi gây sỏi thận ở trẻ. Bên cạnh tùy vào nhu cầu và mục đích bổ sung canxi của mỗi trẻ là khác nhau mà mẹ sẽ có những lựa chọn canxi phù hợp cho bé, bổ sung canxi quá liều. Thiếu canxi có thể dẫn đến hậu quả là còi xương, suy dinh dưỡng hay kém phát triển. Tuy nhiên thừa canxi cũng gây ra những nguy hiểm không kém, khi đi vào cơ thể mà canxi không hấp thu được hết nó sẽ được đào thải ra bên ngoài qua thận có thể gây sỏi thận. Hoặc tích tụ ở bên trong cơ thể mạch máu, gây vôi hóa mạch máu, gây rối loạn nhịp tim và nhiều biến chứng nguy hiểm khác nữa. Ngoài ra những bệnh nhân dư thừa canxi cũng có những biểu hiện khác như lười ăn và đi tiểu nhiều. Nặng hơn trẻ thừa canxi có thể đi tiểu ra máu, nhu cầu canxi ở mỗi độ tuổi trẻ nhỏ rất khác nhau. Nhiều mẹ lại thường có xu hướng sợ con thiếu nên bổ sung thừa. Đó là một quan niệm sai lầm. Khi bổ sung canxi cho bé dưới 2 tuổi, cần tham khảo ý kiến của bác sĩ về vấn liều dùng hay cách dùng sao cho phù hợp. Cho bé uống canxi vào buổi tối. Đây là điều sai lầm ở các mẹ. Không nên cho trẻ uống canxi vào buổi tối đặc biệt là sau 9 giờ tối. Bởi vào thời điểm này khi bổ sung canxi thì khó được hấp thu vì cơ thể lại bị thiếu vitamin D3 từ ánh nắng mặt trời cho nên việc hấp thu giảm đi. Vitamin D3 là chất quan trọng giúp hấp thu canxi vào cơ thể và nó được tổng hợp từ ánh nắng mặt trời. Việc uống canxi vào buổi tối khiến cho canxi không được hấp thu và đào thải ra bên ngoài hoặc tích tụ trong cơ thể gây nguy hiểm như vừa kể ở trên. Vì vậy chuyên gia khuyến cáo rằng việc bổ sung canxi cho trẻ tốt nhất là vào buổi sáng. Đây là lúc canxi có cơ hội hấp thu tốt nhất nhờ vitamin D3 từ ánh sáng mặt trời. Mặt khác khi uống canxi vào buổi tối có thể khiến trẻ cảm thấy khó ngủ ảnh hưởng đến giấc ngủ và sự phát triển của trẻ, cho trẻ uống canxi cùng với sữa. Sữa cũng là thực phẩm giàu canxi bổ sung cho trẻ. Tuy nhiên, khi dùng chung hai loại canxi nào tốt cho bé dưới 2 tuổi này với nhau có thể gây ra sự tranh chấp giữa hai loại canxi, do đó việc bổ sung canxi từ sữa và các thực phẩm chức năng bổ sung canxi không nên dùng cùng nhau. Do nó ảnh hưởng đến sự hấp thu của nhau. Khiến canxi lại bị đào thải ra bên ngoài da gây tích tụ, khi muốn bổ sung cả sữa cả thực phẩm chức năng bổ sung canxi cho bé thì nên giãn cách thời gian uống hai loại canxi này ra để đảm bảo không ảnh hưởng đến nhau. Giúp cho trẻ có thể bổ sung đủ và phát triển tốt, chỉ chú trọng bổ sung canxi mà bỏ qua các dưỡng chất khác cho bé, bổ sung canxi cho bé cần phải kết hợp với các vitamin và khoáng chất khác như vitamin D vitamin C, DHA, magie để việc bổ sung canxi cho bé có thể mang lại hiệu quả phát triển toàn diện về thể chất và trí não. Nhiều mẹ quá tập trung vào việc muốn con cao hơn mà chỉ bổ sung canxi có thể khiến thiếu cân đối về thể chất và trí tuệ. Mặc khác canxi cần có các vitamin D3 hay MK7 mới có thể hấp thu dễ dàng được hướng dẫn bổ sung loại canxi nào tốt cho bé dưới 2 tuổi. Unico Kit Calcium là loại canxi tốt thích hợp cho với bé dưới 2 tuổi được chuyên gia khuyên dùng. Thành phần của Unico Kit Calcium Vitala MKD tương đương canxi từ sữa, hàm lượng 190 mg. Đây là nguồn canxi hữu cơ tương đương với canxi từ sữa, do đó ngoài tác dụng bổ sung canxi cho cơ thể, nó còn giúp cho cơ thể dễ tiêu hóa và hấp thu hơn. L-Lysine HCl hàm lượng 100 mg. Đây là thành phần giúp kích thích vị giác của chúng ta Ngoài ra nó còn là một axit amin thiết yếu cũng giúp cho việc tăng cường hấp thu và duy trì nồng độ canxi trong cơ thể và giảm sự bài tiết ra bên ngoài cơ thể. Kẽm gluconat hàm lượng 10 mg, đây là vi chất giúp kích thích vị giác giúp chúng ta ăn có cảm giác ngon miệng hơn. Từ đó khiến dễ sử dụng sản phẩm này hay kích thích ăn ở cơ thể. Ngoài ra kẽm còn là một vi chất có tác dụng tăng cường miễn dịch cholecalciferol, vitamin D3, hàm lượng 300 UI, đây là một dạng vitamin D bổ sung cho cơ thể. Như đã nói ở trên vai trò của vitamin D3 giúp cho việc hấp thu canxi được diễn ra tốt đẹp hơn, vitamin K2 2000 ppm, MK7, hàm lượng 6 dạm cờ Zogam, một lượng nhỏ vitamin MK7 cũng đã giúp cho việc vận chuyển canxi vào xương được dễ dàng và thuận tiện hơn. Thiamin mononitrate tương đương vitamin B12 mg, hàm lượng 2,47 mg. Pyridoxin hydrochloride tương đương vitamin B62 mg, hàm lượng 2,43 mg. Bổ sung hai loại vitamin này có tác dụng kích thích ăn, khiến cơ thể cảm thấy ăn ngon miệng, tăng cường quá trình chuyển hóa trong cơ thể, hướng dẫn bổ sung canxi unico kit calcium cho trẻ dưới 2 tuổi. Bổ sung canxi cho bé dưới 2 tuổi đúng liều lượng từ 6 tháng đến 2 tuổi chỉ uống uống 10 mil trên ngày. Sau ăn tắm nắng cho trẻ để đảm bảo việc bổ sung canxi được hấp thu tối đa. Thiếu vitamin D3 thì canxi chỉ hấp thu được 10 đến 30% còn lại sẽ bị đào thải ra bên ngoài, cân đối việc bổ sung canxi từ Unico Kit Calcium với thực phẩm giàu canxi. Một số thực phẩm có thể gây cản trở đến việc hấp thu canxi. Do đó cần nghe kỹ hướng dẫn của bác sĩ khi bổ sung canxi cho trẻ. Chỉ uống canxi vào ban ngày tốt nhất vào buổi sáng bởi đây là lúc cơ thể có thể nhận thêm được vitamin D3 từ ánh nắng mặt trời để giúp vận chuyển canxi hiệu quả hơn. Và nếu có dư thừa một chút canxi thì cơ quan bài tiết cũng có thể nhanh chóng đào thải ra bên ngoài tốt hơn là uống vào buổi tối. Tại sao chọn Unico Kit Calcium là loại nào canxi nào tốt cho bé dưới 2 tuổi? Do nó chứa canxi dễ hấp thu, có 3 loại canxi thường được sử dụng trong các thuốc và thực phẩm chức năng, là canxi hữu cơ, canxi vô cơ và canxi nano. Trong đó các loại canxi hữu cơ sẽ giúp cho cơ thể dễ dàng hấp thu hơn, và nó được sản xuất từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên. Như canxi từ sữa trong Unico Kit Calcium là canxi hữu cơ, do đó trẻ sử dụng loại canxi này không những dễ hấp thu mà còn tránh được táo bón. Unico Kit Calcium chứa bộ ba dưỡng chất giúp cho bé hấp thu canxi được tối đa, với sự kết hợp của bộ ba canxi, vitamin D3, vitamin MK7 đều tham gia vào quá trình vận chuyển canxi vào xương. Do đó quá trình bổ sung canxi được diễn ra tối đa, vitamin D3 giúp hấp thu canxi bổ sung vào cơ thể. Vitamin MK7 giúp đưa canxi hấp thu được đến những vị trí cần thiết trong cơ thể, điều hòa nồng độ canxi đưa canxi đến những chỗ thiếu canxi. Nhờ bộ ba dưỡng chất quan trọng này mà giúp bé được cao lớn hơn, vượt trội hơn. Hy vọng với những thông tin ở trên sẽ giúp mẹ lựa chọn được loại canxi nào tốt cho bé dưới 2 tuổi hay biết được những cách bổ sung canxi cho bé. Nếu như vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo hotline 0929 197 777 để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh nhất. Hoặc chat trực tiếp Facebook Thầy Thuốc Lê Minh Tuấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Gọi nghe hotline để nhận được tư vấn từ các chuyên gia 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.